Cảnh báo thêm một cái trường hợp mà lừa đảo qua Zalo các bạn. Hiện tại á, Zalo á, đặc biệt là những kênh bán hàng nha, tại vì khách á, khách nha, hoặc là một người lạ, họ biết các bạn có cái số nha, họ ép, họ ép Zalo vô vào. À, thì sáng này có mình không biết phải khách hay không nha, à, nhắn tin kết bạn rồi à, báo là đang bị tai nạn ở đâu đó rồi cho xin 200 ha các kiểu ha, các ABCD nha. Thì không chỉ vấn đề đó nha các bạn, còn những vấn đề như là họ đặt hàng và báo là mình đang ở nước ngoài, hay là tôi cho người tới người ngân hàng tới đưa tiền cho anh đưa căn cước công dân ra tôi chụp hình lại nha, để tôi đưa tiền, tôi đang ở nước ngoài, hay các kiểu nha. Các bạn chú ý nha các bạn, những trường hợp đó ngay lập tức chặn luôn các bạn. Tại vì sao? Họ sẽ chắc chắn là sẽ không muốn gọi cho các bạn đâu qua số điện thoại, mà chỉ muốn liên hệ qua Zalo. Tại vì qua Zalo á là họ biết bạn, tại vì bạn mình bán hàng á có cái số, còn mình lại không biết họ nha, không biết số ở đâu, không biết nhà cửa ở đâu. Ví dụ một trường hợp sáng ở nhắn tin Zalo xin tiền, các bạn không chỉ đơn giản là xin cái phần tiền đó các bạn, có thể là nhờ anh hỗ trợ thêm cái này cái kia ABCD nha, để hướng mình tới cái vấn đề là lộ thông tin thêm nha, hoặc là cái gì đó nha. Nhưng mà cơ bản các bạn kinh nghiệm nha, cứ gặp trường hợp đó thì chặn ha, chặn là nhanh nhất nha, chặn và xóa luôn, không cần phải quan tâm nữa đó. Cho nên là lòng tốt thì đặt đúng chỗ thì nó mới có cái điều tốt nha, còn mà đặt không đúng chỗ thì các bạn sẽ rước họa vào thân. Thì bản thân mình cũng gặp nhiều trường hợp nha, cũng luôn luôn đề cao cảnh giác các bạn. Cho nên là mình chia sẻ tới một số khách nha, và những đặc biệt là những người chủ shop á, là những người mà tiếp cận nhiều đối tượng nhất. Các bạn biết một trong tổng kết một năm vừa rồi Zalo thông ba tổng kết lại các bạn, mình đã gọi là đã liên hệ, đã tương tác hơn 2.000 khách nha, hơn 2.000 khách. Các bạn thấy một cái số lượng rất là khủng không? Cho nên là cái tỷ lệ mà bị cái tỷ lệ mà để gặp bất trắc á, nó sẽ nhiều hơn, gặp những cái rủi ro nó sẽ nhiều hơn bất những người khách thông thường nha. Cho nên là những chủ shop chú ý nha. Đó, với kinh nghiệm của mình chia sẻ là như vậy, cứ chặn đi các bạn, mạnh dạn chặn ngưng đó. Cho dù cái đơn hàng đó các bạn có thể cảm thấy là nếu mà bán được món hàng đó thì mình có thể trang trải được chi phí, nhưng mà các bạn hãy xem xét những rủi ro nha, có rủi ro xảy ra đó, cho nên hãy chặn giùm. Ok, thì không chỉ bán hàng nha, mình thấy cái gì đó hay hay thì mình chia sẻ lên kênh. Các bạn mong là chỉ cần một khách thôi, họ vượt qua được cái gọi là cái rủi ro đó nha, thì cũng rất vui nha. Ok, các bạn chú ý nha.